Kính mời quý vị lắng nghe phần chánh văn. Trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Tới đây cạn lẽ phân minh, quyết đem chân lý đặng dình Phật gia. Tài sơ trí xiển nôm na, mặc tình chê ghét phận ta, ta tường. Chú thích: thiếu chi cũng như chữ thiếu gì, có nghĩa là nhiều lắm, không kể xiết. Ý nói các mối tà đạo ra đời nhiều lắm không kể xiết. Trái ngọt chỉ cho chánh đạo, đúng chân lý của đạo Phật. Phân minh là phân bài một cách sáng suốt rành rẽ, cao sâu. Phật gia, nhà Phật, đạo Phật. Trong quyển Khuyến Thiện, quyển 5, Đức Thầy có câu: nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Tài sơ trí xiển cũng gọi là trí xiển tài sơ, có nghĩa tài đức còn sơ kém, trí năng còn cạn cợt. Đây là tiếng khiêm nhượng Đức Thầy từng nói: phẫn tài sơ xin hãy thứ tha. Lược giải từ câu 45 tới câu 50, đoạn trên ý nói từ trước đã có nhiều tà đạo ra đời dắt dẫn sai chân lý, nay may mắn được Đức Thầy khai truyền chánh đạo đúng theo giáo pháp vô vi của Đức Phật. Nếu chúng sanh nào chẳng giác tỉnh nương theo đó, là tại mình chứ không đổ thừa cho ai được. Đức giáo chủ đặt chân đến xã Mỹ Hội Đông giải bài giáo pháp thật là phân minh cặn kẽ. Đó là Ngài muốn nêu cao ngọn đèn chân lý để dung quén nền đạo Phật. Tuy nhiên Ngài cũng rất khiêm nhượng đối với quần chúng, là không thông thạo cho lắm, mà chỉ nôm na ít lời thôi, tùy bá tánh có chê khen cũng mặc.